Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Việt Cường và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với huyện ủy Hiệp Đức để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, định hướng phát triển huyện Hiệp Đức trong giai đoạn tiếp theo. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chiến và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của huyện ủy Hiệp Đức, trong năm 2021, huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt trên 30 tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50%. Huyện ủy Hiệp Đức kiến nghị một số vấn đề như điều chỉnh lại nguồn thu phát sinh từ thủy điện, nguồn thu tiền sử dụng đất để huyện có nguồn đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội. Về phát triển đô thị, huyện cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng thị trấn Tân An và đô thị Việt An đạt chuẩn đô thị loại 5, xây dựng một số tuyến giao thông kết nối liên huyện. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá cao những cố gắng nỗ lực trong công tác lãnh đạo điều hành của tập thể cán bộ lãnh đạo huyện Hiệp Đức. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường định hướng một số nội dung. Theo đó, huyện Hiệp Đức cần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Hiệp Đức cần xây dựng tầm nhìn chiến lược, tập trung quy hoạch quản lý đất đai, ưu tiên cho nhiệm vụ đột phá, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, phát triển nguồn nhân lực, tập trung rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch trung tâm xã thị trấn, các khu điểm dân cư nông thôn mới đảm bảo chất lượng phù hợp với thực tiễn, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Hiệp Đức cơ bản thành huyện nông thôn mới, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội huyện ủy Hiệp Đức lần thứ 9 đã đề ra.